Cửa hàng Tuấn Hải xin chào mọi người nha. Hôm nay cửa hàng em giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Lô hôm nay gồm có 7 cây, từ A lô là mã là lô A, từ A1 cho đến A7. Cái thời lượng liên hình của cửa hàng bên em là sẽ là 18:30 hàng ngày. Thì bên cửa hàng em có bao phí ship luôn cho mọi người nhá. Bảo hành các bác 6 tháng tặng tip mở buji vào ruộng cưa. Đó, các dòng máy đặc biệt như ngày hôm nay là những cái dòng máy của Komatsu G3500 này. Echo CSVI này, 3600 này. Đấy. Những cây Echo 351 này, 3501 này, 3203. Đấy, dòng Echo rất là nhiều luôn này. Có một cây tay cụt nhá. Thì phân khúc luôn là từ một cái dòng cắt neo trèo lên cao cắt gia đình. Còn đây là mấy cái dòng cắt máy tầm trung nhá. Và có hai cây cắt máy lớn này. Đấy. A1, A7. Nên không để làm mất thời gian của mọi người, em sẽ lên giới thiệu chi tiết từng cây máy ngày hôm nay. Thì cây máy đầu tiên là cây A1 này. Cây A1 dòng của Mazuyama. Thương hiệu nó rất là nổi tiếng và chạy xăng rất là ít tốn nhiên liệu nhá. CST310S. Máy này thì là 31cc. Đó. Máy này thì làm cũng là làm của Mazu luôn này, siêu VIP luôn các bác nhá. Siêu VIP luôn. Về cái độ cân nặng thì rất là nhẹ nhàng, tầm 3 cân ở đây. Có ghi là 3,1 kg này. Công suất là 30,1cc. Đó, CST310S. Đó, dòng máy siêu hệ nhá. Test nổ luôn cái máy này cho các bác luôn. Dòng này thì có trợ lực nhá, có trợ lực giật giật rất là nhẹ nhàng. Okay. Đây là chiếc A1 này, bên em bán giá là 2.200.000. Đấy, để kiểm tra thắng xích cho các bác nhé. Máy này thì báo luôn là mất thắng xích luôn này. Đó. Bô phần bô này thì trắng phau luôn nhá. Đấy. Mà dù này. Đó, tăng xích ở làm. Nhẹ nhàng 3,1 kg. Đó. Dòng các cái dòng máy cưa tay cụt nhé, em rất nhiều nhá. Bác nào mà có thích mua dòng máy nào thì cứ liên hệ thì em sẽ tìm những dòng máy để báo cho các bác luôn. Thứ hai này là một chiếc máy Echo 332. Dòng lam của Echo nhá, chiều dài lam của được cắt của máy này là lam dài là 35, được tổng là 40 và được cắt là 35. Xích sử dụng xích chung này, có hai ốc giữ lam nhá. Máy một chiếc máy Echo 332 nòng 5. Đấy. A2 giá là 1.900.000. Đấy, dòng này thì các bác đi cắt tầm trung, cắt xẻ này. Đó, cái điểm này là hơi bị vỡ đây một chút nhá, không vấn đề gì. Đấy. Thì trọng lượng chiếc máy này tầm 4 kg. Đấy, test nổ luôn cây máy thứ A2 giá là 1.900.000 đồng cho các bác luôn nhé. Ok, 1.900.000. Tiếp theo này, một chiếc máy A3 này. Một chiếc máy này cũng là dòng của Echo Yama các bác nhé. Dòng Yama này. Đó, CSI362R. Máy này thì 36cc, nòng 40mm. Đó. Dòng này thì giật rất là nhẹ nhàng, dễ nổ, bao dễ nổ luôn cho các bác nhé. Dòng đi cắt củi, cắt tầm trung. Đấy, tầm trung là những cái dòng cắt vanh tầm khoảng 80-90 vanh gỗ ấy. Và cái thời lượng cắt thì các bác cắt cả ngày thì không sao luôn. Đấy, thoải mái. Thì điểm trừ của cái máy này thì hơi bị xước đây một chút thôi. Đó, về phần lam cũng là lam zin theo của máy luôn nhá. Lam zin và đặc biệt là lam Latin này. Lam zin là lam của Yama. Đó. Lam Yama được cắt của máy này là lam dài 3, được cắt 35, lam dài 40. Xích dùng của máy xích chung này. Cái tỷ lệ mà cái xích này thì còn lại là độ mới của xích này tầm khoảng 75-80%. Thì bác nào mà muốn mua thêm sợi xích nữa thì cứ liên hệ nhá. Những bác nào mà có máy ở nhà, có máy hàng Nhật bãi rồi thôi, hoặc có máy cưa rồi mà xích của mình quá cùn mà không tìm được thì muốn mua thêm xích ấy thì cứ liên hệ. Bên cửa hàng em có rất nhiều loại xích. Các bác chỉ cần đếm cái mắt xích và sử dụng cái loại xích gì thì cứ liên hệ thì em sẽ cắt xích và gửi cho các bác luôn. Đó. 36cc nòng 40mm này, test nổ luôn cây máy thứ A3 này. Công tắc đi. Công tắc bật lên. Rõ. Rõ.
Dương máy chạy rất là khỏe luôn nhá. Đây trở lại các bác này. Do cái vừa đấy cái bình xăng con rất là dễ đỏ. Mới đầu để lâu quá hoặc là cái xăng chưa, cái lượng xăng nó chưa được lên cái bình xăng con này thì nó sẽ hơi khó nổ một chút. Thì cái các bác chỉ cần kéo le gió ra này, giật cho nó ho một tiếng, đóng gió vào, đóng chặt gió vào, giật phát nữa nổ luôn. Đấy. Trong những trường hợp mẹo này, nhiều bác để máy cưa lâu ngày quá, ví dụ như bên em vừa để lấy thì nó sẽ bị như vậy. Tiếp theo này, ở chiếc máy A3 này giá là 2.400.000 các bác nhá. Tiếp theo là một chiếc máy A4 dòng Echo Qrit, máy này là 3203, dòng cắt gia đình 32cc. Các bác cắt gia đình tay dài. Đấy thì cắt củi thông thường đó. Cắt củi, cắt cành. Đấy đi cắt vòng gỗ gia đình. Đây là em để cái bô máy này nó chạy thì nó bắn bẩn sang đây. Cái dòng này nó cũng khá là mới luôn nha các bác. Khá là ngon. Đấy. Cái do là để máy gần nhau quá nó xả cái bô ra, dầu ra hết. A4 này. Đây sẽ kiểm tra thắng xích này, thắng xích đầy đủ luôn nhá. Đây. Thắng xích này sẽ bị kẹt một chút. Đấy. Máy này thì là sử dụng xích 325 nhá. Và lam được cắt của máy này là lam dài 35. Được cắt 35, lam dài 40 này. Hai ốc giữa lam này. Phần bô của máy thì trắng tinh luôn. Đó. Độ mới khá cao. Các bác mua về cắt củi cành hợp lý nhá. A4 giá 2.500.000. Đấy. Dòng có trợ lực luôn. Bật công tắc lên này. Khá là tốt nhá. Nếu như những dòng máy mà có độ ổn định không cao thì khi mà một tay không thuận cầm nhá, sẽ lắc như này đó. Cái độ máy ổn định này rất là tốt, khi các bác cắt thì không sợ bị mỏi tay, rung tay. Đấy, không ngờ lo luôn. Giá 2.500.000 máy A4 này. Tiếp theo là một chiếc máy A5, cũng là dòng của Echo nhá. Này khá là nhiều chiếc máy Echo luôn này. Echo 3501, máy này thì là 35cc nòng 40mm. Đó, dòng này có trợ lực nhá. Máy Echo cắt 35cc, có bơm xăng phụ ở đằng sau hông này. Về cái một chiếc máy này là đời khá là cao luôn. Đó. Công tắc on off này. Đấy, bơm xăng phụ lên, né gió này. Về cái máy này thì lam của máy lam dài là được cắt là 35. Đấy, có lam Latin luôn các bác nhá. Lam trượt, lam Latin, lam thép này. Đấy. Dòng chiếc máy này thì trọng lượng tầm 4 kg. Test nổ luôn cái máy thứ 5 giá 2.800.000. Trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Thôi thì cần kéo gió ra nhé. Những cái dòng lúc khó nổ này. Đấy, ho một tiếng. Ok, máy này giá là 2.800.000. Tiếp theo này, một chiếc cái máy dòng của Echo. Máy này là CSVI 3600. Máy này là 36cc, nòng 40mm, A6 2.700.000. Đây có cái công suất này, 35.8cc các bác nhá. Đấy, không phải 36cc mà 35.8cc. Cân nặng là 4.1kg. Đó, cân nặng 4.1 A6 này. Dòng này thì thắng xích thì không còn. Máy này thì lam cũng là lam của lam Latin nhá. Và Qrit này, lam Echo này, lam zin này, xích zin này. Cái tỷ lệ xích này thì là xích sử dụng là xích chung. Và cái độ mới của máy này thì các bác nhìn qua nhá, 85-90%. Đó, gọi chung là dòng cắt khá là ok. Để thương ở cái phân khúc về giá 2.700.000. Đấy. Để so sánh những cái dòng máy này với lại dòng máy của những hãng khác thì dòng máy chạy khá là ổn định và cái vòng tua rất lớn. Test nổ luôn cây máy A6 này. Nổ tiếng bô rất là giòn giã luôn nha. A6 2.700.000.
dòng này các bác cắt vô củi thì thôi rồi, cắt gỗ thì thôi, nó gọi là cắn rất là cắt vèo vèo luôn. Đấy, cắt cực vip luôn, bơm thang phụ lên này. Tiếp theo này, một chiếc máy dòng của cắt gia đình nhá, một chiếc máy cắt gia đình dòng của Komatsu G3500 đời 4 số thế hệ mới. Máy này thì là 35cc nhá, dòng Komatsu thì các bác biết rồi. Ví dụ như dòng máy cắt cỏ này cũng bằng máy thổi lá thì rất là vip. Đó, về cái phần bơm xong phụ lên này. Đấy. Thì về khởi đầu ban đầu thì các bác bơm xong phụ lên một chút này, bật công tắc này. Đấy, về, nếu mà để nói là cái bộ vỏ các bác nhìn qua nhá, rất là mới còn keng luôn. Tháo ra bên trong nhìn cũng là nội thất thì không chê vào đâu luôn. Cái điểm cái này là có cái lam này nó hơi ngắn một chút. Được cắt của máy này là lam dài là có được 30 thôi. 25-30. Đấy, hai ốc giữ lam nhá. Và cái lam cũng là lam của dòng Komatsu này, nó bị bay mất cái chữ Komatsu thôi. Còn cái xích của máy này là xích của 325. Đó. Xích 325. Về còn cái phần máy này thì rất là đẹp. Đấy, giá là 3 triệu đồng. A7, test nổ luôn cây máy này. Các bác thử trải nghiệm thử nhá. Giật cái tay không thuận. Làm ra tứ lừa luôn. Đấy, rất là vip. A7 giá 3 triệu. Đây là 7 cây máy em vừa giới thiệu qua. Ngoài ra thì bác nào mà ưng ý một cái dòng máy nào trong cái lô này thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0392 973 923. Và bên cửa hàng em có rất nhiều cái dòng máy cưa xích nhá. Các bác chẳng hạn ví dụ như muốn mua dòng Echo hoặc muốn mua dòng Makita Shinewa gì đó thì cứ liên hệ thì em sẽ tìm trong kho nhà mình ra và test video gửi cho các bác luôn. Đó. Không chỉ là những cái 7 cây này và có rất nhiều cây khác. Và các bác xem video thấy hay, vui lòng ủng hộ cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.